Với rất nguy hiểm. Xin chút nữa là đã có bàn thắng cho U22 Singapore. Vẫn là một tình huống bóng phản tràng. Ma Thiết. Đánh đầu, cơ hội. Pha góc. Thời cơ vẫn chưa tới dành cho cầu thủ gốc Pháp Glentel. Tú Lao. Tony. Cơ hội. Chuyển điểm. Bóng vào cột. Không có bàn thắng dành cho U22. Thời cơ đã đến lúc cộng với đội bóng Hàn Quốc. Bóng là cho Đan rồi đến bóng không vào. Như vậy người dứt điểm vào trong trận này không phải là cho Đan. Đội bóng ra sút bóng không vào. Cú đưa chuyền về rất tai hại của Elisha. Thủ thành Nam Sơn bên phía. Rất thoáng, Nicky ngoặt chân trái. Đó là một tình huống kiếm về quả đá 11m dành cho các cầu thủ U22 Singapore. Chạm bóng đầu tiên đúng là đã có pha bóng phạm lỗi rồi. Anderson. Và sâu kim rất hay của số 7 bên phía U22 Lào. Cơ hội Adit không vào. Phản xạ rất nhanh của thủ môn Anh. Và qua người sâu kim đối phương. Sau đó trả ngược lại dành cho tình huống. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Không có bàn thắng nào được ghi.